lại dùng công án nữa để giải thích gì là nguyệt ái tam muội. Khi Phật tại rừng Sa La song thọ, ở trong định quán sát, thấy vua A Xà Thế mắc bệnh nặng muốn tắt thở. Vua A Xà Thế phạm trọng tội giết cha giết mẹ, giết A La Hán, phá hòa hợp tăng, làm thân Phật chảy máu. Phật mới nhập nguyệt ái tam muội phóng đại quang minh. Thứ quang minh này mát mẻ giống như ánh sáng mặt trăng chiếu đến thân vua A Xà Thế. Ông ta cảm thấy mát mẻ vô cùng, bệnh lập tức khỏi ngay. Trong pháp 42 tay và mắt có một tay gọi là nguyệt tinh mani thủ, hay trừ khử tất cả bệnh nhiệt. Trần ngôn rằng úm tô tất địa yết lý tát phạ hạ có hiệu quả không thể nghĩ bàn. Vua A Xà Thế khỏi bệnh rồi mới hỏi kỳ bà: ông ta là bác học đa văn, gì gọi là nguyệt ái tam muội? Phật dùng nguyệt ái tam muội chữa lành bệnh của ta, ta chẳng hiểu đạo lý nguyệt ái tam muội, ông hãy vì ta nói được chăng? Kỳ bà nói nguyệt ái tam muội có 6 nghĩa. Một, ánh sáng của mặt trăng khiến cho hoa yêu bát la nở tươi đẹp rực rỡ, nguyệt ái tam muội cũng như thế, khiến cho tất cả chúng sinh mở rộng tâm lành, phát triển sâu sang bồ đề tâm, vĩnh viễn chẳng thối chuyển. 2. Ánh sáng của mặt trăng khiến cho người đi đường hoan hỉ, phát ra ánh sáng vui mừng. Nguyệt ái tam muội khiến cho người tu tập đạo niết bàn đều hoan hỉ. Ai tu tập Phật pháp thì người đó bèn sinh tâm hoan hỉ. 3. Từ mùng 1 cho đến ngày rằm, đoạn thời gian này, ánh sáng của mặt trăng càng ngày càng sáng, càng ngày càng tròn đầy. Nguyệt ái tam muội cũng khiến cho căn lành của tất cả chúng sinh tăng trưởng. 4. Từ ngày 16 đến 30, đoạn thời gian này ánh sáng mặt trăng càng ngày càng giảm bớt, nguyệt ái tam muội cũng khiến cho phiền não của tất cả chúng sinh giảm bớt. 5. Ánh sáng mặt trăng hay trừ khử sự bực tức, tức cũng là trừ sạch sự nóng bức, nguyệt ái tam muội hay trừ khử bệnh nhiệt độc tham não của tất cả chúng sinh, khiến cho tâm được mát mẻ. 6. Ánh sáng mặt trăng là vua trong các vì sao như cam lồ, ai ai cũng ưa thích. Nguyệt ái tam muội là vua trong các điều thiện, cũng ví như cam lồ hay khiến cho tâm của tất cả chúng sinh phát sinh cảm giác vui thích. Đây là kỳ bà trả lời cho vua A Xà Thế hỏi về đạo lý nguyệt ái tam muội. Bây giờ giải thích đạo lý thần tâm hai bệnh, vừa niệm liền diệt. Thần có ba bệnh tức là giết hại, trộm cắp, tà dâm. Tâm có ba bệnh tức là tham sân si. Niệm từ tâm tam muội và nguyệt ái tam muội thì sẽ làm cho hai bệnh này tiêu diệt mà đắc được mát mẻ. Người khỏe mạnh không những thân khỏe mạnh mà tâm cũng phải khỏe mạnh. Học Phật pháp thì hay khiến cho thân tâm đều khỏe mạnh. Tham thiền đà tọa là khiến cho sinh lý khỏe mạnh. Nghiên cứu kinh điển khiến cho tâm lý kiện toàn. Cho nên nói Phật pháp là thuốc diệu vô thượng khiến cho thân tâm khỏe mạnh. Vị Mao Khổng hiện quang chủ dược thần này khiến cho tất cả chúng sinh có bệnh hoạn thấy được quang minh của Ngài rồi, thì hết thảy bệnh đều khỏi hẳn. Thần tâm chẳng có bệnh thì tinh thần mới thoải mái, sinh hoạt an lạc. Vị này đắc được môn giải thoát này. Chủ dược thần phá ám thành tịnh, được môn giải thoát chữa trị tất cả chúng sinh mù tối, khiến cho khai mở mắt trí huệ thanh tịnh. Vị phá ám thanh tịnh chủ dược thần này hay phá tất cả vô minh, cho nên đắc được thanh tịnh. Thanh tịnh là gì? Ở trong sớ văn có nói: mê lý, mê báo, nhị ngu, manh minh, khởi hoặc tạo nghiệp, bị thọ chúng khổ. Phật dĩ chánh pháp kim bài, khai kỷ trí nhãn, khiến minh kiến tam đế, cố vân thanh tịnh. Mê lý mê báo tức là chẳng minh bạch chân lý, cũng chẳng hiểu quả báo. Hai thứ ngu này giống như kẻ mù tối, manh là người mù, gì cũng chẳng nhìn thấy, mình là tối tăm chẳng linh. Là người ngu si, gì cũng chẳng hiểu, thấy hít cảnh khởi tham ái là kiến hoặc, mê lý khởi phân biệt là ngu si, hai hoặc này tức là ngu, cho nên nói nhị hoặc manh minh, khởi hoặc tạo nghiệp thì thọ quả khổ. Trong kinh Niết Bàn quyển thứ 8 có một đoạn kinh văn: Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật rằng: Thưa Thế Tôn, Phật tánh vì sao thâm sâu, khó thấy khó vào? Phật nói: Thiện nam tử, như trăm người mù vì muốn trị mắt đi tìm lương y, lúc đó vị lương y dùng dụng cụ lôi mảng mắt ra, dùng một ngón tay chỉ ra hỏi có thấy chăng? Người mù đáp: Tôi chưa thấy. Lại dùng hai ngón, ba ngón tay chỉ ra mới nói là thấy chút chút. Trong người mù là người chẳng thấy Phật tánh,
cũng là Bồ Tát chẳng minh tâm kiến tánh. Ví như thập địa Bồ Tát tại mỗi địa phải tu thập độ thập địa thành 100, cho nên gọi là 100 người mù. Đây là nói thập địa Bồ Tát chẳng thấy được Phật tánh, cũng chẳng hiểu Phật tánh. Đợi khi Phật chỉ thị cho các ngài rồi thì mới cảm thấy kỳ quái, các ngài từ vô thủy đã tu hành còn bị vô minh hoặc loạn, không thể minh bạch triệt để Phật tánh. Thập địa Bồ Tát còn không dễ gì thấy được Phật tánh, hà huống là thanh văn duyên giác, càng không dễ gì thấy được Phật tánh. Có người nói rằng ba ngón tay là biểu thị ba đại A Tăng kỳ kiếp, nhưng ngài Thanh Đường Quốc Sư dùng tam đế dụ cho ba ngón tay. Ngón thứ nhất là biểu thị tục đế, ngón thứ hai biểu thị chân đế, ngón thứ ba biểu thị trung đạo. Tục đế là nói phàm là có đạo tâm thì chắc chắn sẽ thành Phật, đều có Phật tánh. Chân đế là biểu thị Phật tánh, là đệ nhất nghĩa không. Trung đạo là nói Phật tánh là hạt giống Bồ Đề vô thượng, chữa trị tất cả chúng sinh mù tối, tức là phá hết thảy đen tối, phá vô minh, thì trí huệ sẽ hiện tiền. Mỗi chúng sinh đều có mắt trí huệ, nếu khai mở mắt trí huệ thì chiếu thấy năm uẩn đều không, chiếu thật tướng của các pháp. Vào sâu tạng kinh, trí huệ như biển, phàm là người trí huệ như biển thì chắc chắn biện tài vô ngại, bất cứ kinh điển gì đã học qua hay chưa học qua đều giảng giải được. Đạo lý giảng ra với đạo lý học được đều hoàn toàn khác nhau, vì những gì học được là học theo sở học của người khác, chứ chẳng phải là của mình. Nếu người khai mở mắt trí huệ thì những gì hiểu biết đều từ trong tự tánh phát huy ra, cho nên chẳng giống với những người khác. Mắt trí huệ thì phá ngu si như là đen tối. Chúng sinh tối tăm chẳng linh thì chẳng nghe sự giáo hóa, chẳng nghe lời của bất cứ ai, chẳng giữ quy củ. Hàn Dũ ở trong Văn Cúng Cá Sấu có nói, nếu ngươi tối tăm chẳng linh thì ta dùng tên độc bắn chết ngươi. Khi ông ta nổi nóng dọa nạt, quả nhiên cá sấu bỏ chạy. Cá sấu là động vật tối tăm chẳng linh còn có tri giác, huống gì con người là loài linh trong vạn vật. Nếu chẳng giữ quy củ, chẳng y giáo phụng hành, tức là người tối tăm, tức cũng là người chẳng cách tri giáo hóa. Nho giáo có nói, đã không thể khiến lại chẳng nghe lời là tuyệt vật vậy. Nghĩa là kêu y đi chi phối người, y chẳng có khả năng để chi phối người, nhưng y lại không nghe sự giáo hóa của người. Loại người này là vật vô dụng, là vật chết. Mắt của con người bị mù chẳng quan trọng, bất quá nhìn chẳng thấy vật gì. Tâm mà mù là ma bệnh quan trọng nhất, tức chẳng rõ chân lý, chẳng hiểu nhân quả, tức cũng là mê lý mê báo. Khai mở mắt trí huệ thì bất cứ đạo lý gì cũng đều tiếp nhận mà giải, chẳng có chướng ngại gì cả. Có người nhìn thấy quỷ thần, đó chẳng phải một số nhục nhãn của phàm phu thấy được, mà là do có thần thông. Người tu đạo ngoài ra còn có ngũ nhãn, tức là Phật nhãn, Pháp nhãn, Huệ nhãn, Thiền nhãn và nhục nhãn. Nhục nhãn trong ngũ nhãn chẳng phải là nhục nhãn của phàm phu chúng ta. Nhục nhãn này thấy được vật hữu hình và vật có chướng ngại. Nhục nhãn này là một, còn bốn nhãn kia đều là một, chẳng phải hai hàng cùng nhau. Phàm là người đắc được ngũ nhãn đều biết cảnh giới này. Người chẳng khai mở ngũ nhãn thì chỉ hiểu theo ở trong kinh điển đã nói, chớ chẳng biết cứu kính. Cứu kính ngũ nhãn ở tại đâu? Là ở trong tâm, chẳng lìa khỏi tâm. Tự tâm này vốn có đủ, song tự tâm bị vô minh che lấp, cho nên ngũ nhãn giống như mất hẳn. Nếu tu đạo hoặc tu quán chữ phạn, quán đi quán lại thời gian lâu thì sẽ quán thành công, thì sẽ khai mở ngũ nhãn đắc lục thông. Quán như thế nào? Tức là quán tường chữ phạn, lục tự đại minh trần ngôn úm mani bát mê hùng, sáu chữ phạn. Lại có thể quán chữ phạn tâm chú của chú Lăng Nghiêm, đát điển tha án a na lệ tỳ xá đề, vân vân. Lại có thể quán 42 chữ tự mẫu diệu đà la ni của Hoa Nghiêm, mỗi chữ đều bao hàm vô biên nghĩa lý. Quán một chữ thành công thì biết được cảnh giới ngũ nhãn lục thông. Lúc này có người hỏi, pháp sư thầy thế nào có ngũ nhãn lục thông chăng? Tôi và bạn chẳng giống nhau, chẳng có gì phân biệt. Người chẳng khai mở ngũ nhãn thì muốn khai mở ngũ nhãn, song người đã khai mở ngũ nhãn cũng có rất nhiều việc phiền phức, có thể nhìn thấy thiên đường, có thể nhìn thấy địa ngục, lại có thể thấy người, thấy quỷ, nhìn thấy rất nhiều sự vật. Nếu không thể nhiếp tâm, định lực không đủ thì dễ bị ma. Đạo lý này các bạn cần phải biết. Việc khai ngũ nhãn
chẳng khai ngũ nhãn đều chẳng quan trọng. Đừng cho rằng khai ngũ nhãn thì có nhiều lợi ích. Khai ngũ nhãn giống như xem phim, xem truyền hình, bất quá xem nhiều một chút mà thôi. Lại giống như máy lôi đảo ra đà, bất quá phát giác việc trước mà thôi. Người chẳng khai ngũ nhãn giống như người nhà quê, biết ít thì phiền não ít. Khi lên đến đô thị thì nhìn thấy có ca vũ, có chiếu phim, có đánh bạc, nhìn thấy hàng trăm ngàn việc kỳ quái thì sinh ra phiền não. Người đô thị và người nhà quê vì hoàn cảnh sinh sống chẳng giống nhau, sự cảm thọ cũng chẳng giống nhau. Người nhà quê trong tâm chẳng có nhiều phiền não. Người khai ngũ nhãn trong tâm có 5 tấm lưới lồi đạt ra đa, phải luôn luôn chiếu cứ 5 máy lôi đạt, sợ máy bay của địch hoặc hỏa tiễn đến. Đều phải xem giữ máy lôi đạt, một bước cũng chẳng lìa. Bạn nói phiền phức chăng? Nếu chẳng có máy lôi đạt thì gì cũng chẳng biết, căn bản vật gì cũng chẳng biết, như thế so ra rất tự tại hơn nhiều. Vị phá âm thanh tịnh chủ dược thân này chữa trị tất cả chúng sinh mù tối, khiến cho họ khai mở mắt trí huệ, minh bạch chân lý, hiểu quả báo mà chẳng thọ các sự khổ. Vị này đắc được môn giải thoát này. Chủ dược thần phổ phát hống thành được môn giải thoát, hay diễn âm thanh của Phật, nói nghĩa sai biệt của các pháp. Vị phổ phát hống thanh chủ dược thần này phát ra tiếng hống có thể truyền đạt khắp hết thảy pháp giới. Chúng sinh trong mê mộng bị tiếng hống đánh thức, do đó mau làm việc cần làm trong ngày. Giống như chúng ta sáng sớm đánh bàn gỗ, đó là vô tình thuyết pháp. Người tu đạo phải tinh tấn tu học, không thể tham ngủ. Ngủ là một lối đọa vào địa ngục. Vị chủ dược thần này đắc được một giải thoát hay diễn âm thanh của Phật, nói nghĩa sai biệt của các pháp. Âm thanh của Phật là gì? Tức là tất cả âm thanh của thế gian đều là tướng lưỡi rộng dài của Phật. Nếu nói chẳng phải âm thanh của Phật thì bạn nói là âm thanh gì? Có người nói người có âm thanh của người, ngựa có âm thanh của ngựa, bò có âm thanh của bò. Không sai, mỗi loài đều có âm thanh của mỗi loài. Sau đó đều là thần thông diệu dụng của Phật biến hóa làm ra, giống như thế giới cực lạc. Chim bạch hạc, khổng tước, oanh vũ, xá lợi, ca lăng tần già, cộng mệnh, các loài chim sáu thời phát ra âm thanh hòa nhã, diễn nói pháp, năm căn, năm lực, bảy bồ đề phần, tám thánh đạo. Những pháp như thế đều do Phật A-di-đà muốn khiến cho pháp âm tuyên lưu mà biến hóa ra. Thế giới cực lạc là như thế, thế giới tào bảo của chúng ta cũng như thế. Nếu biết nghe thì tất cả âm thanh đều là âm thanh của Phật, chẳng biết nghe thì tất cả âm thanh đều là âm thanh của quỷ. Các pháp là gì? Tức là sắc pháp 11, tâm pháp 8, 51 tâm sở pháp, 24 pháp bất tương ưng, 6 pháp vô vi, cộng thành 100 pháp. Trăm pháp này tức cũng là các pháp. Các pháp ở đây là nói một pháp, chứ chẳng phải nói nhiều pháp. Song ý nghĩa một pháp này chẳng đồng. Do đó, một gốc tán làm vạn thủ quy về một gốc. Một có thể làm vô lượng có thể làm một, cho nên nói các pháp sai biệt. Sai biệt là gì? Tức là có sự phân biệt. Một làm vô lượng, tức là nhiều pháp. Vô lượng làm một, tức là một pháp. Một chẳng ngại nhiều, nhiều chẳng ngại một. Một pháp, tức là tất cả các pháp. Tất cả các pháp, tức là một pháp. Chiếu theo Phật pháp mà nói, thì có 84.000 pháp môn là các pháp. Các pháp mà phân biệt ra thì cùng tận kiếp, cũng khó nói hết được. Tu pháp môn tịnh lự thiền mà thành công rồi thì sẽ minh bạch tất cả các pháp. Đây gọi là chỉ đắc được gốc chứ lo ngọn. Đắc được gốc dễ thì chẳng lo về ngọn ngành. Gốc tức là một pháp, do đó được một vạn sự đều xong. Đắc được số một này rồi thì việc gì cũng chẳng còn nữa. Xong đắc được số một vẫn chưa xong. Có người nói sao lại chưa xong? Trời được một nên trời thanh, đất được một nên đất yên. Ý nghĩa tôi nói chưa được, tức là đem số 1 biến thành số 0. Nếu minh bạch ý nghĩa số 0 thì đắc được gốc, cho nên chúng ta là người tu đạo thì phải tu số 0 này. Tu số 0 cho viên mãn thì tất cả mọi vấn đề đều chẳng có vấn đề gì cả, chẳng có vấn đề gì cả, tức là buông xả hết thì chẳng có quái ngại. Chủ dược thần tế nhật quang tràng được môn giải thoát làm thiện tri thức cho tất cả chúng sinh, khiến cho người thấy đều sinh căn lành. Vị chủ dược thần tế nhật quang tràng này có thể che lấp ánh sáng mặt trời và mặt trăng, giống như vầng mây che mặt trời. Còn có lối giảng khác là tràng báu của vị chủ dược thần này
phóng ra ánh sáng còn sáng hơn là mặt trời. Một câu trong kinh văn có rất nhiều ý nghĩa, xem kiến giải của mỗi người như thế nào. Do đó, nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Nghĩa là người kiến giải sâu thì thấy sâu, về nông cạn thì thấy cạn. Tôi là người nông cạn, do đó kiến giải cạn. Con người tôi chẳng phải nhân của nhân từ, mà là một người như bao nhiêu người. Cho nên, chỗ thấy với chỗ thấy của một số người đều giống nhau. Nói về trí huệ thì đừng nói đến, chẳng phải là khiêm nhường, cũng chẳng phải là khách sáo. Mỗi người đều có sự hiểu biết của người đó, cho nên tôi cũng như thế. Vị chủ dược thần này, ngài minh bạch một phần cảnh giới của Phật. Ngài hay vì tất cả chúng sinh mà làm thiện tri thức này hay khiến cho tất cả chúng sinh xa lìa 10 điều ác mà tu hành 10 điều thiện. Tức cũng là đừng làm các điều ác mà làm các điều lành. Đây là cảnh giới của một vị đại Bồ Tát. Nếu chẳng phải là Bồ Tát thì không làm thiện tri thức của tất cả chúng sinh. Tất cả chúng sinh ở đây là bao quát phi cầm, tẩu thú, thai, noãn, thấp hóa. Ngài đều tùy theo loài hóa hiện mà vì họ nói pháp. Thiện tri thức phân làm ba hạng, đó là đại, trung và tiểu. Đại thiện tri thức là quán căn cơ mà thí giáo vì người nói pháp. Trung thiện tri thức là tùy lòng mong muốn của chúng sinh mà vì họ nói pháp, khiến cho chúng sinh cải biến tâm ô nhiễm thành tâm thanh tịnh. Tiểu thiện tri thức hay khiến cho chúng sinh trừ khử tập khí mau bệnh nhỏ. Vị chủ dược thần này là đại thiện tri thức hay khiến cho người thấy được đều sinh căn lành, hoặc là nghe nói pháp bèn sinh tâm từ bi hỷ xả đầy đủ bốn tâm vô lượng thì sẽ gieo trồng đầy đủ căn lành. Có người giảng đạo lý chánh trì chánh kiến hay làm thiện tri thức của chúng sinh, có người giảng đạo lý tà tri tà kiến chỉ làm ác tri thức của chúng sinh. Ác tri thức hay dẫn chúng sinh đi vào đường tà, khiến cho người chẳng có tâm tham thì sinh ra tâm tham, khiến cho người chẳng có tâm sân thì sinh ra tâm sân, khiến cho chúng sinh chẳng có tâm si thì sinh ra tâm si, khiến cho chúng sinh chẳng có tâm đố kỵ thì sinh ra tâm đố kỵ, khiến cho chúng sinh chẳng có vọng tưởng thì sinh ra vọng tưởng. Đó là hành vi của ác tri thức. Trái ngược lại với thiện tri thức, công hiệu của thiện tri thức là chúng sinh có tham sân si thì khiến cho họ tiêu diệt, chúng sinh có đố kỵ vọng tưởng thì khiến cho tiêu diệt. Dùng đạo lý chân chánh để giáo hóa, khiến cho họ cải tà quy chánh. Khi tôi ở tại quê hương miền Đông Bắc Trung Quốc thì có gặp một thứ ngoại đạo chuyên môn dạy tín đồ làm hoàng đế. Họ nói, nếu tin theo đạo của ta thì tương lai sẽ được làm hoàng đế. Nếu chẳng tin đạo của ta thì muốn làm dân cũng chẳng làm được. Thứ tư tưởng tà kiến mê hoặc dân chúng này khiến cho họ sinh tâm tham dục, đó là ác tri thức. Cho nên người tu đạo phải có con mắt chọn pháp, thấu rõ tránh tà thị phi, phải đạo thì tiến, trái đạo thì lùi, bằng không thì nguy hại suốt đời, chẳng đắc được chánh đạo. Vị chủ dược thần này vì chúng sinh mà làm thiện tri thức, khiến cho chúng sinh phát tâm Bồ Đề, tương lai sẽ thành Phật. Ngài đắc được môn giải thoát này. Chủ dược thần minh kiến thập phương được môn giải thoát thanh tịnh đại bi tạng, hay dùng phương tiện khiến cho chúng sinh sinh tâm tin hiểu. Vị chủ dược thần minh kiến thập phương này, vì ngài có trí huệ quang minh, cho nên thấy được tất cả chúng sinh trong 10 phương, tức cũng hiểu rõ căn tánh của tất cả chúng sinh trong 10 phương. Ngài đắc được thanh tịnh đại bi sám. Thanh tịnh tức là chẳng có nhiễm ô tức là có ái và kiến, đại bi tức là đại từ đại bi, tạng tức là bao dung hàm tạng. Bao dung đại từ hàm tạng đại bi, từ hay ban vui, bi hay cứu khổ. Tại sao phải nói thanh tịnh đại bi tạng? Vì chẳng có nhiễm ô kiến và ái. Ái mà một số chúng sinh minh bạch là ái nhiễm ô, chứ chẳng phải ái thành tịnh. Kiến sự thấy mà một số chúng sinh minh bạch là tà tri tà kiến, chứ chẳng phải chánh trì chánh kiến. Từ ái thành tịnh ở đây chẳng có chút tạp niệm nhiễm ô, kiến giải thanh tịnh ở đây chẳng tạp lộn tơ hào tư tưởng bất chánh đáng, cho nên mới gọi là thanh tịnh đại bi tạng. Từ ái xuất thế gian và ái nhiễm ô của thế gian chỉ trong một niệm thiện thì thanh tịnh, một niệm ác thì nhiễm ô. Niệm nhiễm ô và thanh tịnh là một niệm chứ chẳng phải hai niệm. Trong một niệm chẳng nhiễm ô tức là thanh tịnh, chẳng thanh tịnh tức là nhiễm ô. Cho nên ái của từ bi hay cứu chúng sinh liều khổ được vui, đó tức là công đức.
có công đức từ ái chúng sinh rồi thì mới có thể dùng đủ thứ phương tiện pháp môn để khiến cho chúng sinh sanh tâm tin hiểu. Chúng sinh chẳng có tâm tin thì khiến cho họ sinh tâm tin, chúng sinh chẳng thấu hiểu thì khiến cho họ thấu hiểu. Vị chủ dược thần này, minh bạch cảnh giới này, đắc được môn giải thoát này. Chủ dược thần phổ phát oai quang được môn giải thoát, phương tiện khiến cho họ niệm Phật để tiêu diệt bệnh tật của tất cả chúng sinh. Vị chủ dược thần phổ phát oai quang có quang minh oai đức, chiếu soi khắp, khiến cho chúng sinh thấy được thứ oai quang này, thì trừ khử đi tất cả bệnh tật, ngài đắc được một phương tiện pháp môn, hay khiến cho chúng sinh sinh tâm tin niệm Phật, tâm nguyện niệm Phật, tâm hạnh niệm Phật. Tóm lại, trước hết ngài khiến cho chúng sinh hoan hỷ, sau đó dạy chúng sinh niệm Phật, ngài đắc được môn giải thoát này. Hiện nay chúng ta đang đả Phật thất, đây là pháp môn phương tiện. Có người nói pháp môn niệm Phật chẳng phải là pháp môn phương tiện. Bất cứ một pháp môn nào đều có thể nói là pháp môn phương tiện, cũng có thể nói đều là chẳng phải pháp môn phương tiện. Vì Phật Pháp là hoạt động, chẳng phải cố định, cho nên Pháp chẳng có nhất định. Nếu nói Phật Pháp nhất định thì biến thành chấp trước, đừng nên chấp trước, tất cả đều chẳng chấp trước phương tiện niệm Phật. Trước kia đạo Phật thất lúc bắt đầu ở Trung Quốc, có rất nhiều người đắc được niệm Phật tam muội. Niệm Phật tam muội tức là cảnh giới nhất tâm bất loạn, một bụi trần không nhiễm. Hiện tại ở Tây Phương đề xướng pháp môn tịnh độ cũng dạy người phát tâm niệm Phật. Dòng pháp môn niệm Phật ở đây chẳng phải là niệm một niệm là thôi, mà là niệm từ từ niệm Phật. Niệm đến lúc gió thổi chẳng vào, mưa rơi chẳng lọt thì sẽ chuyển được cảnh giới sáu trần. Ví dụ như hiện nay ở tại Phật đường, có các trẻ con chơi ồn ào. Nếu bạn đắc được niệm Phật tam muội thì cảm thấy rằng đều đang niệm Phật, đang niệm A-di-đà Phật trong pháp môn niệm Phật, mà niệm một tiếng Phật thì diệt trừ được tội nặng 80 ước kiếp sinh tử. Cho nên công đức niệm Phật không thể nghĩ bàn, song phải thành tâm để niệm Phật, phải đem chân tâm ra để niệm Phật thì mới có cảm ứng. Hiện tại Phật giáo ở Tây Phương mới bắt đầu, nhất định phải đào tạo những đại Bồ Tát, đại Tổ Sư, đại Thánh Nhân. Những đại Bồ Tát, đại Tổ Sư, đại Thánh Nhân ở trong chùa Kim Sơn, ai chẳng sợ khổ, chẳng sợ khó, chân thật tu hành, dụng công đến cực điểm thì nhất định sẽ thành tựu. Bất luận tu thiền, niệm Phật, tụng kinh hoặc trì chú, tu pháp môn nào cũng phải nhận chân tu hành, tự hào đừng cầu thả, dù một giây phút cũng đừng bỏ qua, tinh tấn truyền tầm nhất trí thì chắc chắn sẽ thành công. Tại sao chúng ta chẳng thành tựu? Là vì chẳng có dụng công tu hành như các đại Bồ Tát, đại Tổ Sư, đại Thánh Nhân. Người tu hành nếu mà lười biếng giải đãi thì tự mình lừa dối mình. Do đó có câu, ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, không tu không đắc. Cho nên tu hành là chân thật công phu, tu một phần thì có ích lợi một phần. Tiến về trước một bước, cách gần Phật một bước, dũng mãnh tinh tấn, thẳng đến bờ kia. Niệm Phật hay chữa trị được các bệnh tật, bất cứ bệnh gì cũng đều có thể chữa. Do đó một niệm trăm bệnh tiêu trừ. Có người nói thật chăng? Ông thầy này phải chăng là gạt người? Chẳng niệm Phật thì chưa có bệnh, bây giờ đả Phật thất ngược lại có bệnh. Làm sao có thể diệt trừ các chứng bệnh, đó chẳng phải là gạt người chăng? Vì sinh bệnh mới diệt bệnh, nếu chẳng sinh bệnh thì làm sao diệt bệnh? Các bạn hãy nghĩ kỹ xem, sinh bệnh rồi sau đó chẳng còn nữa, đó tức là diệt bệnh. Nói cho bạn biết, chẳng những sẽ sinh bệnh mà còn phải chết, cho nên phải mau dụng công tu hành. Đến lúc quỷ vô thượng đến thì muốn tu hành cũng tu chẳng kịp nữa. Đến lúc đó chẳng làm chủ được nữa, khổ sở khó tả. Sinh bệnh là báo cho biết trước, các bạn phải mau tu hành, dụng công, đừng bị mê mộng làm mê hoặc. Đừng có cái này cũng buông chẳng đặng, cái kia cũng xả không xong, buông xả được thì sẽ khai ngộ, buông xả chẳng đặng thì hồ đồ, đến lúc chết, buông chẳng đặng cũng phải buông. Tôi thường nói với các bạn bài kệ này, khuyên bạn làm thiện, bạn nói chẳng có tiền, đây là có cũng không, khi tai họa xảy đến thì dùng ngàn vạn, đây là không cũng có. Nếu nói với bạn làm việc thiện, bạn bảo chẳng có thời gian, đây là đi cũng bận, một khi hết số tắt thở thì phải ra đi, đây là bận cũng đi. Bạn nghĩ xem vì sao mà phải tu hành, tức là muốn liễu xình thoát tử, trừ khử đi những phiền não này. Vị chủ dược thần phổ quát oai quang này hay diệt trừ bệnh khổ hoạn nạn của tất cả chúng sinh,
cho nên đắc được môn giải thoát này. Bấy giờ chủ dược thần Cát Tường nương oai lực của Đức Phật quán sát khắp tất cả chúng chủ dược thần mà nói ra bài kệ. Lúc đó vị chủ dược thần Cát Tường nương oai thần lực của Phật quán khắp tất cả chúng chủ dược thần mà nói ra bài kệ để khen ngợi công đức của Phật. Trí tuệ Như Lai không nghĩ bàn, đều biết tất cả tâm chúng sinh, hay dùng đủ thứ sức phương tiện, diệt sạch quần mê vô lượng khổ. Trí huệ Như Lai không nghĩ bàn, viên mãn trí huệ của Phật không thể nghĩ bàn. Chúng ta chúng sinh cũng có thứ không thể nghĩ bàn, đó là ngu si, chẳng phân biệt thị phi, chẳng rõ chánh tà, cũng chẳng rõ trắng đen, chẳng phân biệt thiện ác. Màu đen nói là màu trắng nói là màu đen, thiện nói là ác, ác nói là thiện, đó là tư tưởng của người ngu si. Còn có một loại người ngu si nữa, không tốt mà họ cho là tốt, tốt mà họ cho là không tốt, pháp xuất thế nên tu hành, mà nói là sai lầm chẳng đúng, pháp thế gian nên buông xả mà họ cứ khăng khăng ôm giữ chấp trước, đó là chỗ không thể nghĩ bàn của chúng sinh. Chúng sinh có trí huệ chăng? Có trí huệ của Phật chăng? Cũng có, bất quá bị vô minh che lấp mà thôi, cho nên tạm thời chẳng hiện ra. Nếu tu hành thì lập tức sẽ hiện tiền, giống như ánh sáng mặt trời bị mây che lấp. Ánh sáng mặt trời tức là trí huệ của chúng sinh vốn có, vầng mây tức là ngu si. Ngu si là từ trong tham sân si sinh ra, cho nên phải tu giới định huệ thì tiêu diệt tham sân si. Chúng ta hết thảy chúng sinh nếu muốn khôi phục trí huệ vốn có thì nhất định phải tu giới, tu định, tu huệ. Giới tức là phòng ngừa làm các điều ác, làm các điều lành. Bạn không làm các điều ác tức là sinh định, bạn hay làm các việc lành thì có công đức. Định phải có nội công ngoại quả, bên ngoài phải tu lục độ có chút cơ sở thì có định, cho nên phải dùng công đức bố thí, công đức trì giới, công đức nhất nhục, công đức tinh tấn để trợ giúp thiền định. Thiền định sung túc thì sẽ sinh ra trí huệ, nếu chẳng có bốn công đức này thì rất dễ lạc vào đường tà, vì sáu độ này là pháp môn tu hành quan trọng nhất. Người tu đạo nên nhớ đừng có tâm san tham, phải có tâm bố thí, xả được, phải xả thì mới được, không xả thì không thể được. Do đó phải tu bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn. Những pháp môn này đều trợ giúp cho sinh ra định, sau đó do định mà sinh ra huệ. Công phu định lực sâu dày thì sẽ sinh ra trí huệ. Định lực sâu dày cũng giống như đọc sách, đọc nhiều rồi thì sẽ có tu dưỡng, cho nên nói học vấn thâm sâu thì ý khí bình. Tu dưỡng tức là chẳng có tham sân si, chẳng có vô minh. Vô minh tuy chẳng dễ gì đoạn, nhưng có thể khiến cho nó ngày càng giảm bớt, giảm lại, giảm đi thì chẳng còn nữa, công đáng tự nhiên thành. Dùng phương pháp gì để giảm bớt vô minh? Tức là dùng pháp môn bát nhã trí huệ. Có trí huệ bát nhã thì sẽ phá trừ được đen tối vô minh, hiện ra quang minh, cảnh giới không thể nghĩ bàn này vốn không thể nói, vì không thể nghĩ bàn. Hiện tại tôi trên đầu lại thêm đầu, nói ra mấy câu, các bạn đừng giống như tôi, cái đầu ở trên cái đầu lại thêm cái đầu nữa, biến thành ba cái đầu, hai cái đầu đã không ít, lại thêm ba cái đầu, trở thành ba đầu sáu tay. Các bạn xem, thánh tượng của Bồ Tát Quán Thế Âm chẳng những chỉ có ba đầu sáu tay, mà còn có 11 mặt, ngàn tay ngàn mắt. Bồ Tát Chuẩn Đề cũng có nhiều tay như thế, nhưng đó là thật có ba cái đầu. Bạn mà gắn lên ba cái đầu là chết, chẳng tác dụng được gì cả. Đều biết tất cả tâm chúng sinh, trí huệ của Phật biết được tâm của tất cả chúng sinh. Trong Kinh Kim Cang có nói, tất cả chúng sinh có bao nhiêu thứ tâm Như Lai đều biết, đều thấy. Có bao nhiêu chúng sinh thì có bấy nhiêu thứ tâm, làm sao Phật biết được tâm của chúng ta, chúng sinh? Kỳ lạ thật. Vậy thì chúng ta làm gì, Phật cũng đều biết hết chăng? Không sai, chúng sinh làm gì, nghĩ gì, Phật đều biết rõ ràng. Phật chẳng những biết tâm của chúng sinh mà còn thấy được việc làm của chúng sinh. Mới vừa hỏi, làm sao Phật biết được tâm của chúng sinh? Vấn đề này tạm thời chẳng nói. Bây giờ cử ra hai ví dụ khoa học để nói rõ về vấn đề này. Song ví dụ này vốn chẳng đúng, nhưng vì tôi chẳng có cách gì để dùng đúng để ví dụ, chỉ có thể nói cái không đúng. Ví dụ không đúng này là gì? Tức là máy lôi đạp Zada, công năng của máy lôi đạp, bất cứ có bao nhiêu sóng điện, nó đều có thể thu được,
Trên gương phát hiện hình ảnh lại giống như máy vô tuyến điện, chỉ cần mở đúng tần số thì tin tức các nước đều thu được. Đức Phật là nhà khoa học vĩ đại, chẳng những Ngài có máy lôi đạt radar hữu hình mà còn có máy lôi đạt radar vô hình. Máy lôi đạt vô hình này hiện ra một cách tự nhiên trong mỗi tự tánh của chúng sinh đều có Phật tánh. Phật tánh tức là máy lôi đạt vô hình. Song chúng sinh không thể quan sát cho nên chẳng biết. Đức Phật nhìn thấy được máy lôi đạt vô hình cho nên xưng là nhà khoa học vĩ đại. Máy lôi đạt vô hình của Phật là gì? Tức là con mắt trí huệ. Vì mắt trí huệ đầy đủ nên quan sát được nhân duyên ngoài 8 vạn đại kiếp, do đó siêu hơn là máy lôi đạt hữu hình. Phàm là người khai mở ngũ nhãn, tức là chạm máy lôi đạt, biết được nhân duyên ba đời. Có người nói ví dụ này là sai lầm, hoàn toàn không đúng. Lại có người nói, tất nhiên là biết không đúng, tại sao phải đưa ra làm ví dụ? Vì tìm chẳng ra ví dụ thứ hai, chỉ có thể dùng nó để làm ví dụ. Hy vọng bạn đưa ra một ví dụ đúng để nói cho tôi biết. Về sau khi giảng kinh thì tôi dùng ví dụ đúng đó của bạn để giảng. Hiện tại tôi chẳng biết ví dụ gì đúng để hình dung, chỉ nói cái ví dụ không đúng. Hay dùng đủ thứ sức phương tiện, sau khi Phật biết tâm của chúng sinh rồi thì mới dùng phương tiện để giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh liệu khổ được vui, liễu sinh thoát tử, sớm thành Phật đạo. Phật biết trong tâm chúng sinh bị vô minh khóa chặt mới dùng chìa khóa trí huệ để mở. Cửa trí huệ của chúng sinh mở rồi thì cửa ngu si đóng lại. Chúng ta người tu hành, tức là tìm chìa khóa trí huệ, khi nào tìm được thì khi đó sẽ khai mở, cho nên cần phải nỗ lực niệm Phật, dụng công ngồi thiền, tức là phương pháp tìm chìa khóa. Diệt sạch quần mê vô lượng khổ, quần mê tức là bạn, tôi, họ, tất cả chúng sinh. Phàm là người chưa chứng quả, chưa ra khỏi tam giới đều là chúng sinh mê. Khổ là gì? Khổ tức là chẳng hiểu biết chân lý. Nếu hiểu biết chân lý thì khổ chẳng còn nữa. Làm thế nào có thể minh bạch được chân lý? Thì phải học tập Phật Pháp. Học tập Phật Pháp như thế nào? Tức là phải phát tâm trường viễn, suốt thuở vị lai phát nguyện học tập Phật Pháp. Con muốn đời đời kiếp kiếp xuất gia tu hành, làm tỳ kheo hoặc làm tỳ kheo ni. Con muốn đời đời kiếp kiếp làm cư sĩ nam hoặc cư sĩ nữ. Con muốn đời đời kiếp kiếp huân tu ở trong Phật Pháp, chẳng lìa khỏi Phật Pháp. Sau khi con minh bạch Phật Pháp thì phải hoằng dương Phật Pháp, khiến cho ai ai cũng đều hiểu được chân thật nghĩa của Phật Pháp. Phải phát nguyện như thế thì mới có thể thành tựu. Tu hành chẳng phát nguyện thì giống như hoa nở mà chẳng kết trái, chẳng ích lợi gì. Diệt vô lượng khổ, nói sao mà dễ quá, Đức Phật tâm niệm luôn luôn muốn diệt khổ của chúng sinh. Xong khổ của chúng sinh này diệt rồi, thì khổ của chúng sinh kia lại xuất hiện. Khổ của chúng sinh đó diệt rồi, thì khổ của chúng sinh nọ lại hiện ra, giống như sóng, sóng trước diệt rồi, thì sóng sau sinh ra, sinh sinh không ngừng. Sóng cũng giống như chúng sinh, vĩnh viễn chẳng gián đoạn. Song vẫn phải tiêu diệt vô lượng khổ của chúng sinh, tuy diệt chẳng hết nhưng nhất định cũng phải diệt. Vì Phật biết khổ của chúng sinh chẳng dễ gì diệt, cho nên muốn làm công việc khó làm này để giáo hóa chúng sinh. Hiện tại có người phát tâm cứu thế giới, họa kiếp, tai nạn lớn của nhân gian này. Chẳng phải sức của một người làm được, phải cần sự kết hợp sức lực của mọi người lại mới có thể vãn hồi họa kiếp. Xong bạn thì chờ tôi thì chờ họ, cứ trông chờ với nhau, ai cũng chẳng phát tâm bồ đề thì cứu độ tất cả chúng sinh, thì thế giới này sớm sẽ đến ngày tàn. Cứu vãn thế giới, ai ai cũng đều có trách nhiệm, chẳng màng có ai làm việc này hay không. Tôi trước hết phải tận hết trách nhiệm của mình, chẳng chờ người khác làm. Như thế thì mới có hy vọng vãn hồi thế giới này, nếu không như thế thì mọi người chẳng có cơ hội sinh tồn. Đại hùng khéo léo khó dò lường, phàm có làm gì chẳng lướng qua, đều khiến chúng sinh diệt các khổ, trên đàn lâm thần ngộ như thế. Đại hùng khéo léo khó dò lường, đại hùng tức là Phật. Vì Phật là đại anh hùng, đại trượng phu, đại đạo sư, ba tên gọi này chỉ có Phật mới đủ tư cách để thọ nhận. Chúng ta một số chúng sinh tự cho là anh hùng, tự cho là trượng phu, tự cho là đạo sư, kỳ thật đều chẳng có đủ tư cách. Chỉ có Phật mới đảm đương được tên gọi này. Thế nào mới gọi là đại anh hùng? Anh hùng ở đây chẳng phải vung đao múa kiếm, dùng sức phục người, mà là tu hạnh người khác không thể tu, nhẫn điều mà người khác không thể nhẫn, chịu các sự khổ mà người khác không thể chịu được.
Tóm lại, việc mà người khác làm không được mà Ngài đều làm được. Nếu người khác làm được, Ngài cũng làm được. Người khác không làm được, Ngài cũng làm không được. Thì đó chẳng phải là đại anh hùng. Giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Bà A Tăng Kỳ tu phước huệ trong kiếp chồng tướng tốt. Trong thời gian dài như thế, chỉ có tinh tấn chẳng giải đãi. Trong quá khứ, Phật tu đủ thứ khổ hạnh, tuy là khổ nhưng chẳng sinh tâm thối chuyển. Cho nên cuối cùng Ngài đã thành Phật, đó là tu hạnh môn mà người khác không thể tu được. Thế nào là nhẫn nhục được mà người khác không thể nhẫn? Giống như Đức Phật trong quá khứ tu hành, bị vua Cà Lợi chặt đứt tứ chi thân thể, đó là sự nhẫn nhịn mà một số người không thể nhẫn thọ, song Ngài đều nhẫn thọ được. Chẳng những nhẫn thọ được mà còn phát nguyện khi tôi thành Phật sẽ độ ông trước nhất. Tại sao Phật phát nguyện như thế? Vì vua Ca Lợi là thiện tri thức của Ngài, trợ giúp Ngài tăng trưởng tâm bồ đề, thành thục đạo quả. Tâm từ bi của Ngài thật là vĩ đại, chẳng những chẳng sân hận vua Ca Lợi, ngược lại còn độ vua Ca Lợi trước. Thế nào là chịu các thứ khổ mà người khác không chịu được? Chúng ta chẳng biết sám hối, cho rằng một ngày ăn một bữa, ngủ ngồi là có sự tu hành, cho rằng đó là thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Hãy xem Đức Phật tu hành ở trong núi tuyết, mỗi ngày chỉ ăn một hạt mè mà chẳng cảm thấy khổ vì pháp quên mình. Chúng ta có sữa bỏ uống, có gạo ăn, có bánh mì, có rau tươi. Muốn ăn mặn thì thêm chút muối, muối ăn ngon thì thêm chút gia vị. Hàng ngày trong đầu óc để nghĩ món ăn, hôm nay có đậu hũ ăn chăng, cứ vọng tưởng về ăn uống thì làm sao mà tu hành. Bây giờ đang đả Phật thất, thần đang đi nhiễu Phật, miệng đang niệm Phật, mà tâm thì đi xuống nhà bếp rằng hôm nay buổi trưa như thế nào, có ai đến cúng dường chăng? Đó chẳng phải là đả Phật thất mà là thực thất. Chúng ta phải nghĩ xem Đức Phật chịu đựng các thứ khổ mà người khác không chịu được, đó mới là một vị đại anh hùng, đại trượng phu, đại đạo sư, được làm thầy của chúng ta. Chúng ta có vị thầy anh hùng như thế thì nên vui mừng, thật là may mắn. Chúng ta nên làm đồ đệ của vị đại anh hùng, nên tranh đệ nhất với Đức Phật. Đức Phật xưa kia chịu khổ như thế, tại sao ta chịu không được? Chúng ta nhất định phải làm đồ đệ của vị đại anh hùng mới không hổ thẹn lương tâm. Phương tiện thiện xảo của Phật nói pháp là quan sát căn cơ giáo hóa chúng sinh. Pháp môn này khó dò lường được. Pháp môn phương tiện của Phật dùng chẳng giống phương tiện pháp môn của chúng ta chúng sinh dùng. Pháp môn phương tiện của Phật dùng thì có chúng sinh tiếp thọ giáo hóa. Phương tiện pháp môn của chúng ta chúng sinh chẳng có chúng sinh tiếp thọ giáo hóa. Tại sao? Đây là vấn đề duyên. Vì Phật kết duyên với chúng sinh cho nên chúng sinh muốn tiếp thọ sự giáo hóa của Phật. Chúng ta chẳng kết duyên với chúng sinh cho nên chúng sinh chẳng hoan hỷ nghe sự giáo hóa của chúng ta. Từ điểm này mà nhìn thì chúng ta phải rộng kết chúng duyên, rộng mở cửa phương tiện chứ chẳng phải cho chúng sinh thêm phiền não. Và trong ba A Tăng Kỳ tu phước tu huệ, trong trăm kiếp chồng 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, công đức viên mãn, lấy đạo đức để cảm hóa người, chẳng dùng sức bức bách đi chinh phục người. Cho nên trong thâm tâm của chúng sinh sinh ra bội phục, đều tôn kính Ngài, tín ngưỡng Ngài. Nho giáo cũng có nói rằng, dùng sức mà phục người thì tâm họ chẳng phục, sức chẳng thiện vậy, dùng đức phục người thì tâm họ vui vẻ mà thành phục vậy. Từ điểm này thấy rằng chúng ta phải tu phước tu huệ mới phục được người. Tu như thế nào? Tức là cứ làm lợi ích cho mọi người, đó là tu phước. Tu chỉ lợi cho chính mình, đây là tu huệ, tức là dùng trí huệ bát nhã để trợ giúp chính mình, dùng từ bi hỷ xả để giúp đỡ người. Vậy cứu cánh dùng pháp môn phương tiện nào để đúng với căn cơ của chúng sinh? Đó thì Phật mới biết được, chúng ta chúng sinh chẳng có trí huệ, cho rằng là đúng, ngược lại, biến thành không đúng. Cho rằng là không đúng, ngược lại biến thành đúng, cho nên pháp môn thiện xảo phương tiện rất khó dò lường. Phàm có làm gì chẳng luống qua, nhất cử nhất động của Phật cho đến lời nói việc làm, đều là lợi ích chúng sinh. Cho nên phàm là làm gì đều chẳng luống qua, vô dụng. Chúng ta chúng sinh làm gì cũng đều luống qua, uổng phí công phu, song chính mình chẳng biết được. Đều khiến chúng sinh diệt các khổ. Hy vọng duy nhất của Phật là muốn giáo hóa chúng sinh lìa khổ được vui. Mục đích duy nhất của Phật là muốn cứu được chúng sinh liễu sinh thoát tử. Như thế thì tất cả khổ não của chúng sinh chẳng còn nữa. Chiên đàn lâm thần ngộ như thế,
các đạo lý như thế, các cảnh giới như thế, vị chủ dược thần trên đàn hương lâm minh bạch nên vào được môn giải thoát này.